Ladies and gentlemen, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Blue Game. Thì xin chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nha. Vâng, thì tiếp tục với series ARK các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi làm thuốc, một cái lọ thuốc, phải gọi là một cái tô súp mới đúng với các bạn. Một cái tô súp x3 kinh nghiệm nha. Vâng, thì mình như là server online á, thì mình nghĩ là sao mà mình thấy là không có sử dụng được. Nhưng mà cái tô súp x3 kinh nghiệm này á, là mục đích là để mình đi tem con rết nha các bạn. Thì cái nguyên liệu khó nhất á, cần làm á, cần tìm á, đó chính là cái sừng của con quốc ly nha các bạn. Thì bây giờ về nhà và chuẩn bị thôi. Thì phải tìm được 5 cái sừng của nó các bạn ơi. Còn trái cây thì những loại trái bình thường thôi các bạn ạ. Bây giờ phải bay qua bên cái khu vực núi tuyết và lấy cái sừng của con đó thì mới được các bạn ạ. Sừng của nó thì mình nghĩ là cũng dễ kiếm thôi chứ không phải gọi là quá là khó. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị tên đâu ta. Làm một tí tên đi. Làm một tí xíu tên. Và vâng, thì ngày hôm nay á, ngoài cái chủ đề là mình sẽ đi farm cái sừng của con tê giác á, thì mình sẽ nói thêm một chủ đề nữa, đó chính là mình sẽ tuyển admin server nha các bạn. Tuyển thêm admin server. Thì các bạn nào mà có hứng thú thì mong các bạn hãy tiếp tục theo dõi video, mình sẽ nói ở phần giữa video nha. Ok, và vâng, thì bây giờ sẽ chuẩn bị thôi các bạn ạ. Ok, mình nghĩ là bao nhiêu mũi tên đây đủ hạ gục vài chục đứa rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên đường thôi các bạn ạ. Ờ, lát rồi kìa. Không biết thì ngày hôm nay thì tại sao mà khá là lát thế. Thì cái con, theo các bạn được biết á, thì cái con tê giác á, thì nó sẽ sống ở cái vùng tuyết mà thôi, chứ nó không có sống ở cái vùng nào khác các bạn ạ. Thì bắt buộc là bây giờ mình phải bay qua mình dùng tuyết thôi. Ồ, cái dòng đỏ của mình đâu ta. Wow. Cái dòng đỏ của mình thì mình gắn vô cái con nào thì mình để quên mất rồi các bạn ạ. Thì tiếp tục với câu chuyện là mình sẽ tuyển admin server á. Thì các bạn nào mà có hứng thú á, làm AD cùng quản lý server cùng với mình á, thì mong các bạn hãy vào cái phần group Facebook á, rồi các bạn sẽ nhắn tin cho mình. Mà vâng, thì muốn làm được cái muốn cùng với mình làm admin server á, thì các bạn phải phải sao ta, phải gọi là phải chịu với mình là một khoản phí để duy trì server nha các bạn. Thì các bạn nào theo dõi mình từ lâu á, thì các bạn cũng biết là do cái mình vẫn đang là làm nhiệm vụ của một công dân, vì thế là mình không có kinh phí để kiểu như là duy trì server cũng như là mở rộng server. Vì thế là mình mong á, thì bạn nào mà có điều kiện á, thì sẽ cùng với mình duy trì server đó. Thì tại vì mình thấy là các bạn on rất là nhiều luôn, và các bạn ở trong server thì mình thấy là rất là vui các bạn ạ. Vì thế là mình rất muốn để thêm một bạn nữa phụ mình quản lý server, và sẽ bạn ấy sẽ cũng như là cùng mình, cùng với thằng em của mình là sẽ chia ra làm 3 hoặc là 4 gì đó các bạn ạ, tùy thôi. Ví dụ như mà có ví dụ mà hai bạn kia thêm hai bạn nữa thì cũng được thôi, nhưng mà cái sự thống nhất của nó thì nó sẽ bị chia ra, vì thế là mình không biết nữa. Nhưng mà các bạn nào mà có hứng thú á, thì nhắn tin với mình vậy nha. Thì cái việc các bạn muốn làm admin server á, thì mình sẽ tuyển rất là nghiêm ngặt các bạn ạ. Không phải là các bạn đóng phí nhiều là các bạn sẽ được làm đâu. Mình sẽ kiểm tra các bạn tuổi này, tuổi tác này, tính cách cũng như là một thời gian để mình xem cái đã. Tại vì các bạn kiểu như các bạn phải chững chạc và các bạn phải lớn thì các bạn mới quản lý được server các bạn ạ. Thì mình mong á, thì các bạn có thể là cùng với mình quản lý cái server này hả, làm cùng anh em hòa đồng vui vẻ thôi. Thì công việc AD thì rất là nhàn các bạn ạ. Thì các bạn được biết rồi đó, AD thì chỉ farm, không có farm đâu, chỉ có việc là quản lý server và sao ta, mình chơi thôi. Ồ, mới đây mới nói có một tí xíu thì đã tới cái khu vực núi tuyết rồi này. Ồ, con Red Level 90 à.
thì cái việc mà mình tuyển admin server thì mình đã nói rồi nha. Thì mong các bạn nào mà có hứng thú thì hãy nhắn tin vào Facebook cho mình. Thì xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, và vâng, thì bây giờ tiếp tục với cái chủ đề chính ngày hôm nay là mình sẽ đi tìm tìm cái con tê giác, farm cái sừng của nó và làm cái thuốc x3 kinh nghiệm nha các bạn. Đây phía trước các bạn đây chính là con chồn lùi con chồn lùi nha các bạn. Tại vì con chồn này đó nó lùi ở dưới tuyết nè, ở dưới rừng đỏ thì nó lùi ở dưới đất này, thì thế là mình kêu bằng con chồn lùi nha các bạn. Thì các bạn đừng có nghĩ kiểu như là xa xôi vì gì nha, mình chỉ nghĩ như vậy thôi đó. Các bạn nghĩ xa xôi các bạn tự nghĩ, mình không có nói nha. Đây một em đầu tiên nha các bạn, em quốc ly đầu tiên. Hy vọng thì lụm gạo một sừng nha, một sừng rồi. Ok, được một cái sừng rồi các bạn ạ. Thì bây giờ chỉ cần tìm 4 con nữa thôi các bạn ơi. Vâng, và vâng, thì ở dưới đây thì thêm một cái em nữa nè các bạn. Thì các bạn thể thấy đó, cái cung của mình là đam khá là cao luôn đúng không? Hai cái. Thì các bạn farm cái này khá là dễ luôn chứ không có khó gì đâu các bạn ơi. Mà chắc mình phải tìm khoảng là sao ta? 10 cái sừng các bạn ạ. 10 cái sừng. Tại vì mà thôi thì mình clip này thì mình chỉ tìm 5 cái thôi các bạn ơi. Nhưng mà clip sau á, mình khi mà mình tem cái con red á, mình nâng mát cái đam của nó á, các bạn biết rồi đó, thì con red á nó khi mà nó tấn công các bạn á thì nó sẽ bắn ra gọi là cái acid nha các bạn. Acid carbonic. Thì nó sẽ bắn ra cái đó làm giảm giáp của các bạn. Đó, làm giáp của các bạn giảm đi và kiểu như là mau chóng là bị hư đó các bạn ạ. Và mình sẽ nâng max đam và mình sẽ kiểu như là mình sẽ đi cho nó tấn công mấy con khác để xem cái đam của nó như thế nào nha các bạn. Thì các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Thì ủng hộ mình thì chỉ đơn giản thôi, các bạn chỉ để lại cho mình một like và hãy đăng ký channel của mình thì các bạn đã ủng hộ mình rồi. Thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ba cái rồi, hai em nữa thôi. Tìm không thấy ta. Đây. Chạy đâu cho thoát. Thì các bạn thấy đó, đây chính là thằng em của mình nha các bạn. Thì nó cũng đã chịu một cái phần phí cùng với mình rồi đó các bạn ạ. Vì thế là nó đã được vào tri be nha các bạn. Ok, thì các bạn kiểu như là các bạn nào mà cùng với mình á làm admin server á, thì các bạn phải phải vào cùng tri bờ với mình chứ không được ngoài ở tri bờ khác nha các bạn. Ok, và 5 cái sừng rồi các bạn ạ. Cuối cùng thì cũng tìm được 5 cái sừng rồi. Bây giờ thì mình sẽ kiểu như là mình sẽ quay về nhà thôi các bạn ơi. Thì mình thấy là cũng khá là nhanh đó các bạn ạ. Đơn giản thôi chứ không có khó tìm. Tại vì cái kiểu như cái khu vực núi tuyết này là cái hậu khẩu của cái con tê giác này rồi. Vì thế là nó không có chạy đâu được đâu. Rồi thì cũng sắp tối rồi các bạn ạ. Thì các bạn nào chưa biết á, thì cái server của mình á, thì mình chỉnh á, thời gian ban ngày á là dài nhất và thời gian ban đêm là thấp nhất nha các bạn, là nhanh nhất chứ. Thời gian ban ngày là lâu nhất và thời gian ban đêm là nhanh nhất. Vâng, thì đây có một con Titan hay gì nè, Titan leo núi nha các bạn. Thì các bạn nào mà tròn á thì các bạn ấy là chuyên môn á là kiểu như là lấy bờ te nè, xoáy vào con Titan một phát xong các bạn dẫn xuống mấy cái nhà của mấy bạn kia phá các bạn ạ. Đó, chơi vậy là khá là xấu luôn ấy. Thì mình không khuyến khích các bạn kiểu chơi như vậy nha. Các bạn chơi như vậy gọi là kiểu như sao sao ta,
mượn 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 dao giết người đó các bạn à. Đó, các bạn chơi như vậy là các bạn chơi kiểu mượn dao giết người đấy. Thì lúc nãy các bạn khi mà mình vào server á thì mình phải reset rồi mình mới vào được ấy. Server dạo này full rất là nhanh nha các bạn. Mình hình như là buổi trưa nè full nè, buổi tối khoảng 6 giờ trở lên là mình thấy full rồi. Vì thế là khá là vào khá là khó luôn. Mình các bạn biết đấy, có nhiều bạn comment với mình nói là kiểu như hãy mở rộng server đi tại vì server full hoài à. Vì thế là nhưng mà mình rất là muốn chứ. Mình rất là muốn kiểu như mở rộng server cho nhiều người chơi này, đó, kiểu như vậy. Nhưng mà làm sao được các bạn ạ? À? Tại vì kinh phí không đủ. Các bạn không biết ấy thì chứ kinh phí mà để duy trì server hàng tháng á thì nó cũng lớn lắm chứ đâu, nó không phải là gọi là nhỏ đâu các bạn ạ. À. Kiểu như nhiều người chia ra thì cái phí nó sẽ ít đi. Còn mà một người chịu á thì cái phí nó sẽ rất là lớn các bạn ơi. Đối với mình thì mình vẫn kiểu như là đó rất là khó đối với mình luôn, tại vì thì lý do tại vì sao á thì các bạn cũng biết rồi ấy. Ok thì bây giờ mình đã về đến nhà rồi các bạn ạ. Nói liên thiên một tí xíu. Oh. Wow wow. Creeper của bạn nào đây ta? Oh, thì các bạn Creeper của các bạn mới tập chơi á. Nếu mà có xem clip này á thì các bạn hãy dọn nhà giúp mình nha. Tại vì lúc trước á thì mình đã có để một tấm biển ở đây là mình sao ta mình nói là không được ai xây nhà ở trên gần cái khu vực mà mình sinh sống nè. Đó, các bạn biết đây mình có để tấm bảng ở đây nữa nè. Đây, khu vực AD server ở không được lại gần. Đó, mình để dưới đây là có thêm 2 tấm nữa. Mà bạn ấy xây đó thì khá là gần rồi đấy. Mình không thích đâu. Mình mong là bạn hãy dọn nhà sớm cho mình nha các bạn. Ok, thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chế biến thôi. Thì nguyên liệu của nó là hình như là sao ta, có bắp nè, 10 trái bắp hay gì á. Thì cái phần nguyên liệu á thì mình sẽ chèn một cái hình, nó sẽ nằm ở phía đây nha các bạn. Thì mong các bạn hãy xem nha. Thì hình như là 10 bắp này, 10 chanh này, 10 khoai này, 10 trái tím này, 10 trái tím và ngọc trái đen nha các bạn. Ngọc trái đen đâu ta? Đây, một ngọc trái đen là đủ rồi hay gì á. Hình như là một ngọc trái đen này đủ rồi các bạn ạ. Thì hiện tại thì mình đang thiếu 10 trái tím nè. Chắc mình phải đi quào quào 10 trái tím thôi các bạn ơi. Cho tất cả vào cái lò này. Cho tất cả các nguyên liệu vào cái lò nha. Ok. Trái tím nữa các bạn ạ. Trái tím. Thì giờ ở gần nhà mình thì trái tím nó không, nó lại là sao ta? Mấy cái bụi cây thì nó ít lắm, cây cỏ rồi rất là ít đó các bạn ơi. Đó, farm trái tím khó nhất luôn ấy. Trái tím với trái Nakutik nha các bạn. Giờ farm thì nhớ là lúc đầu khi mà vừa vào game á thì cái tay lúc nào vừa chạy cũng vừa farm trái cây như thế này nè các bạn. Chứ họ một tí là không có thức ăn. Thì không biết có bạn nào giống mình hay không á. Thì mình khi mà mình kiểu như mình chơi lâu rồi á, mình kiểu như mình có muốn chơi lại từ đầu các bạn ạ. Kiểu như thử thách lại từ đầu rất là thích luôn. Kiểu như sinh tồn lại từ đầu á thì thấy nó rất là thích các bạn ơi. Đủ nguyên liệu chưa ta? Thì cái này lâu rồi mình cũng không làm vì thế là mình quên nha các bạn. Ở đây là mình đã xây cái lò này rồi nha các bạn. Chứ mà các bạn kia cái các bạn khác á, các bạn khác kiểu như muốn làm á thì các bạn là phải có cái bếp kìa nấu mới được. Còn thiếu gì ta? Mình nhớ là đủ rồi mà. Cà rốt nữa à? Có cà rốt không nhỉ?
có cà rốt rồi. Nhà mình hình như thiếu cà rốt các bạn ơi. Chết không? Thiếu cà rốt rồi các bạn ạ. Ủa mình nhớ là đâu có cà rốt đâu nhỉ? Thì mình để mình xem rồi mình sẽ trở lại trong giây lát nha các bạn. Ok, và mình đã trở lại rồi đây các bạn ơi. Thì nó phải cần hai cái trái cà rốt nha các bạn. Và các cái trái khác thì chỉ cần hai trái thôi. Còn cái trái tím là cần tới 10 trái các bạn ạ. Lâu quá không chơi vì thế là nhầm rồi. Thì chắc chắn thì mình khi mà mình sao ta? Khi mà mình làm cái này á thì mình sẽ để một cái ảnh nhỏ các cái nguyên liệu á ở trên nền video cho các bạn xem nha. Ok. Bây giờ thì mình cần một trái nữa mà giờ farm bằng tay thì nó không có ra cái trái cà rốt này. Nó được có một trái thôi nè. Phải nhanh lên mới được chứ nếu không thì cái trái kia của mình nó sẽ mất ngay luôn ấy. Tiếc là nhà của mình các bạn chưa có cái con nào gọi là nó ăn cỏ hết á. Kiểu như là ăn trái cây vì thế là mình sao ta? Mình không có thể nào farm bằng cái kiếm con đó được. Thì mình nghĩ sắp tới là mình sẽ tem một con Teji nha các bạn. Tìm thêm một con Teji mới được. Để có để dành để farm. Ơi đang bận nha, đừng có phá nha. Đang bận tem cà rốt á, farm cà rốt đấy. Nhớ là lúc trước nhà mình có trồng cái trái cà rốt mà ta, sao dạo gần đây thì cái bụi mấy cái nhà kính của mình nó bị hư hết rồi các bạn ạ. Hư hết rồi. Chanh nè. Hy vọng là vẫn còn trái cà rốt sót lại đâu đây. Bắp nè. Cà rốt ơi. Rồi không có cà rốt rồi. Khoai này không có cà rốt rồi các bạn ạ. Cần hai trái thôi mà tìm cũng không ra nữa, tức thiệt chứ. Đây mình có con này farm được nha các bạn. Không biết nó có farm ra được cà rốt hay không nữa nè, mới là một chuyện đây. Ok thì lên đường thôi em ơi. Thì cái con này thì đi nhìn là khá mắc cười luôn. Thì cái con này khi mà các bạn đứng ở xa, các bạn kiểu như táp vào nó thì nó sẽ ngồi xuống nha các bạn, kiểu như nó ngồi nghỉ vậy đó. Nhà gì đâu mà giờ muốn farm một cái trái cây vậy không à. Không khó khăn nữa các bạn, thấy không? Hy vọng là nó farm được trái cà rốt. Farm được gỗ luôn kìa. Farm tàn mà hạt không vậy? Chết rồi. Không có cà rốt rồi các bạn ạ. Chắc có thể là mình phải đi xin các bạn ở trong server này mới được các bạn ạ. Ok, và thì bây giờ mình sẽ kiểu như là mình sẽ đi xin các bạn ở trong server này thôi. Có thể là một tí nữa thì mình sẽ trở lại nha các bạn. Ok và vâng thì à mà mình quên nữa các bạn ạ, thì mình có thể mua trong các bạn keyboard nha các bạn. Thì quên mất. Thì mình có thể là mua ở trong các bạn mua keyboard các bạn ơi. Thì chắc tốn cũng ít thôi. Mình mới vừa nhắn tin là xin các bạn ở trong cái server là cho anh một trái cà rốt nha các bạn. Nhưng mà các bạn ở trong server rất là nhiệt tình luôn. Rất là nhiều người cho mình luôn các bạn ạ. Rất là cảm ơn các bạn luôn. Đó. Nè, chỉ cần 15 sub thôi. 15 sub thôi thì được ngay là một cái 10 trái cà rốt đó các bạn. Ok, cà rốt vào em ơi.
Đó, nấu rồi nha các bạn, nấu rất nhanh luôn. Đó, nó sẽ ra lọ súp này nha. Ok, và vâng thì các bạn được biết rồi đó. Cái lọ súp này á thì nó sẽ ăn vào nè các bạn, để nè, nó sẽ để là đâu ta? Nó sẽ x3 kinh nghiệm đấy các bạn ạ. À. X3 hay là x2 gì đó thì mình cũng không nhớ rõ nữa. Thì các bạn nếu mà mình sai thì các bạn sửa giúp mình nha. Thì có thể là mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau nha. Và clip lần sau thì có thể là mình sẽ đi tìm cái con gọi là con Red Mask Dam đó các bạn ạ. À. Thì mình rất mong các bạn hãy ủng hộ mình. Hãy nhớ đăng ký channel của mình và để lại cho mình một like nha các bạn. Thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn.